Xin chào các bạn trở lại kênh của Tính Mập TV. Thì lần đầu tiên mình xin chúc các bạn và gia đình có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Thì hôm nay mình sẽ đặt tên cho các bé. Thì lần lượt mình sẽ đặt tên và mình sẽ làm một cái video nhỏ nhỏ để cho bạn xem và nhớ. Thì hồi nãy mình đặt tên cho bé xám rồi, bây giờ mình đặt tên cho bé màu đỏ các bạn. Bé màu hung đỏ. Thì bây giờ hung đỏ thì mà nãy giờ mình suy nghĩ đã đời và mình đặt tên nó là con nô các bạn, Kino á. Đó thì bây giờ mình quay kính lại các bạn. Đó thì nó màu hung thì đặt tên là nô. Ừ. Bé Ròm thì đang say mê làm những công việc phụ giúp mình. Ví dụ như là moi móc tìm sản vật ở trong lòng đất. Đó. Thì bé này đang chăm chú nghiên cứu theo anh. Đó thì nhà mình có đủ thứ để chơi thì bé làm chọn một cái phương án là chơi theo kiểu truyền thống. Bơi xong rồi là đừng nằm nha, nằm một lát là cha tắm cho mệt luôn á. Đây nghe, nghe tiếng wow wow đây. Hai đứa này nó lớn rồi nó bò đi được các bạn, nó chạy đi lung tung. Bây giờ mình quay cho các bạn xem tụi nó ngủ. Đây là bé này là bé nô nữa các bạn. Kino. Đó, hôm nay con được tên nô rồi nha. Con màu đỏ. Con được tên nô đó. À, nó bảy móng các bạn. Đi vòng vòng hoài nè, nó đây các bạn, rồi nó đi qua đây. À, hôm nay bé được tên là bảy móng, tên nô. Lại chắc lại báo mẹ là con có tên thì rồi. Đó, bé nô được bảy móng là màu đỏ là tên nô nha các bạn. Kino á, chứ không phải nô là không. Đó, bé hùng đỏ tên nô. Còn bé đen chỗ khác ơi. Ờ rồi. Bé này tên nô nha các bạn. Kino. Béo ra. Chứ không phải bé này nha, bé này là bé mệt nè. Đợi con, đợi chơi. Nó mà nghe mình chắc lỡ cái nó lại à. Đó giờ bây giờ mình sẽ quay cho bạn xem tụi nó ngủ chưa. Thẳng góc thẳng kiểu. Không ai chơi với mình hết ta. Bữa nay là ngày kỷ niệm đặt tên cho bé hung mà cái hung đỏ mà nó không ai ra mừng đó vậy. Mai ra biểu qua Mai. Bé này tên Mai, màu xám màu đen các bạn. Ngủ rồi. Nó tưởng mình đi đâu. Rồi béo ra. Con vàng ngủ rồi. Bé này mà tên nô nha các bạn. Bé nô con trai bảy móng. Ừ.
Còn hai anh trong đây làm gì à, không ngủ đi giờ này làm gì tướng đây? Đây trước mặt bạn các bạn là bé nô nằm rồi. Còn bé này sao chưa không ngủ, làm cho tay mất ngủ, mất ăn mất ngủ rồi. Trời ơi. Làm cho con ngon vàng nó bực mình à, nó ngủ nó đi chỗ khác à. Quá trời ơi. Người ơi. Chỗ ta đang quay phim cũng phá, không có chỗ người ta nằm luôn. Bé trắng người ta đang ngủ ly bì. Ngon lành. Tiếp tục bé vàng vẫn ngủ bình thường. Trời ơi ổng phá à. Đã không phá là thôi luôn. Rồi cắn là còn nhai cái gì nữa vậy? Bé nô đó bữa nay trà phá không cho mấy đứa này ngủ hay gì á. Bé nô bực mình quá, bé nô vô nhà luôn rồi. Còn bé trắng nằm ngủ không ai kẹo chọc hết. Rồi lại để coi các bạn. Lại đây coi anh rồng làm cái gì đây. Đây thành quả lao động của anh rồng nó giờ đây. Kiếm gì trong đó con? Rồi còn thằng cái thằng đen vàng đó, anh rồng mà phụ giúp cha cải tạo lại vườn tạp. Đâu có con gì chổng đâu con kiếm. Chưa tụi nó ngủ hết rồi. Bây giờ nó con của bé mặt nó bò đi được rồi nè. Đi nó đi ngon lành à. Rồi anh rồng mệt mỏi quá, chán chê quá. Còn hai đứa này ngủ tự nhiên cái vô đây làm gì? Rồi bây giờ cái giao lại tổng công trình lại cho hai em này rồi.
Hiểu rồi nào? Nào. Cưng nhất nè, hút gió ra tới đó. Đó, nô tới đó các bạn. Nô là con màu đỏ nha các bạn, giống con y chang con màu lông của bé Mật luôn. Nô có ưu điểm là lông đẹp, bảy móng giống đực. À, các bạn nhớ, đó, đang ngáp ngáp đó, ăn rồi ngáp rồi xé từ lưa hết. Rồi ngủ đi con. Tới thằng vàng, nãy thằng vàng ngủ rồi mấy đứa kia phá, giờ tới thằng vàng nó phá lại nè. Thôi xin dừng video tại đây các bạn. Thôi xin chia tay các bạn và hẹn lại các bạn vào những video kế tiếp. Xin chúc các bạn và gia đình có một ngày vui vẻ và hạnh phúc nha các bạn. Xin chào.